bự ta ơi. Ủa to dữ vậy chạy. Quá trời nha. Biết lúa nó sao nữa. Ba dàm đi ăn lúa sẵn rồi, có em có đặt hai cái giấy với cái đường mương đó, em đi thăm luôn. Ôi sao mà lục bình mới đem bích đường kinh luôn vậy, sao bơi qua mình đi đi. Ở đâu trên kia nó trôi xuống cả nhà ơi. Trời ơi gọi là bích đường luôn rồi. Rồi chắc đậu xuồng chỗ này rồi bơi lên quá kìa. Đó biết luôn á. Sao mà bơi qua cái đám lục bình nó nổi. Cái này cả nhà. Hết hồn lục bình không. Ý, quá trời luôn này. Thôi em đậu xuồng ở đây đi. Đậu xuồng đây rồi lội dài đây ruộng. Bước qua đằng kia không lục bình không luôn á. Nhà ơi mình đi show lên chở mình thăm mấy cái giớn đây sẵn còn có lúa hấp gì luôn cả nhà ơi. Thì bữa hổm đi qua đây thấy sâu lá cũng bộn nè, bữa nay qua coi còn thử coi sâu lá hay không đặng kia người ta chụp thuốc được. Cái đường đó em bơi đi xuồng đi xuống là một cái nhà mà lục bình quá trời, em thấy là bộ nè. Cái này lúa của người ta cả nhà ơi, lên cỏ quá trời luôn. Lúa của em là có một cỏ nào làm nhỏ hết trơn cả nhà. Để cỏ lên nó không có trúng lúa. Mình xuống đây mình dở cái giớn, cái đi gần qua bên kia mình không lúa luôn. Xuống đây dở cái giớn. Giớn đặt không? Hôm ngày cũng mấy bữa rồi. Cái xô chưa có còn gì hết trơn. Trôi đi quá trời luôn. Để đây nghe nghe cái này. Quá trời sình luôn á cả nhà. Ý có dính con lươn cái gì nè. Ồ hấp cái dữ nè. Trời ơi, 3-4 con lươn luôn. Hả? Hết hồn không? Rồi đây, cái xô trôi đi luôn. Ý, cái chỗ đường nước này nhìn lươn nhiều quá ta ơi. Nè, cái nhà đặt không á. Cái đường nước nhỏ từ trên đó, chảy xuống đây. Lựa chỗ ngon ngon đặt không à. Cái xô của em, cái nhà nó cũng trôi không ấy luôn á. Mắt ăn bằng luôn. Làm cái gì mà té lên xuống hoài cái bằng. Đây nè. 4-5 con lươn luôn ta. Có mấy con tép hả? Ừ, dính được mấy con tép nữa hả? 4-5 con tép. Tép này mà dính nhiều cả nhà gần là bán gần có 50-60 ngàn ký. Ồ có vài con tép rồi ta. 2-3 cái đồng tông hả? Mà được đâu 4-5 con luôn. 5 con. Ủa 6 con luôn trời ơi. 1 con 2 con 6 con luôn á. Ốc hơi nhiều nè. Quá trời ốc luôn, vô đâu mấy chục con ốc luôn. Đi, có con cua nhỏ nè, cả nhà thả nó đi, tội nghiệp nó quá nè. Con cua nhỏ xíu luôn á. Thả nó đi.
cái đầu này vậy. Khi mình dở lên cái đầu này nó chúi ra nè cả nhà. Gà đè xuống điểm thôi. Nó có dính cái ấy trơn. Cái ruột ra. Mình đặt mình canh cho nó cao cao vậy nè. Lỡ mà có mưa một đêm á là cái này nó còn có đường thở. Con bộ mà 5-6 con đường vậy nè. Bây giờ lên đây mình dở cái giới này kia mình coi lửa hơi coi nguyện luôn. Coi có cỏ khác gì nhỏ luôn cái nhà ấy. Chỗ này chúi quá trời chúi. Kiếm thử có cái gì này cái nhà cái bê cái vùng chuối mà có cái không quên ta cái bắp chuối cái bắp chuối cả nhà vẽ bắp vô mà nó canh chua với cái lương này ngon à. Kiếm mẹ để em kiếm cái bắp chuối này có chuối nào vẽ vô bắp chuối ăn. Mình có hai mấy con lương này nào mình nó canh chua ăn sao nhìn hoài không có bắp chuối nào hết trơn trời. Có cái bắp chuối là mình nấu canh chua với lương này ngon cực kỳ luôn á. Ồ cái này nó mới người ta bẻ rồi cái bắp chuối rồi cả nhà ơi. Cái chuối mà mới ra mà còn cái bắp ở sau cái nhà mình bẻ mình nấu canh chua ngon cực kỳ luôn á. Đi không có rồi. Thôi mình đi dài lên mình dở dớn luôn đi. Kiếm mấy cái bắp chuối đó về mà nấu canh. Đi cầu khỉ ra cầu che nắc lẻo nè cả nhà ơi. Ôi, ở đây có cái mít bự quá trời luôn nè. Cái mít này nè, mít nhà em trồng luôn cả nhà ơi. Trồng mày ruộng nè mà cái mít nó không có được bự hung. Nó đen cái húi vậy nè, nó bị nám rồi. Tạm như nó già nè cả nhà. Em bẻ về đâu luôn, em bẻ về em vú luôn nè. Dưới đây ồ, dưới đây nó muốn húi cả nhà ơi. Nè. Ôi ôi, nè. Hú lỗ rồi. Rồi chắc em bẻ luôn quá. Làm như nó ở dưới góc này nhiều rồi cả nhà. Ở đây em xa nhà nè bởi vì em không có chăm sóc được. Trái nó không có được bự hung. Em trồng trồng trên mẫu này nè. Hay gì mà nó cứng dữ cái thằng. Nè, mình để ở đây gần hồi mình về mình xách về. Trồng mấy hàng, 2-3 hàng ở đây nè cả nhà. Mà cây trái nó không được, chứ không có to hơn. Có cái chỗ này trái nó hơi bự nè. Ý, cái này ở đây cũng bự người ta ơi. Mà nó chưa chín. Đầm này quá trời nhiều trái luôn. Lúa này thì đợt đó là em đi bắt ốc nè cả nhà. Bắt ốc, quay máy bắt ốc lên quá trời cả. Mà trống luôn nè. Bây giờ nó lên được chị thì đỡ rồi nè. Xuống đây mình thăm cái giếng để cái thau lương này đâu ta. Đây là chuyện nó lặt, nó đổ không. Rồi thì không có lặt nè. Ồ dính con bọn nè cả nhà. Để mình vũ cho sạch cái ha. Mình vũ sạch mình đặt lại nó không có. Nó mới nhảy cá được. Mà mình không vũ là nó không có dính cá. Ồ lương dính bọn quá nè. Ồ cũng nhiều quá luôn á. Ồ cái này dính cũng bọn nè cả nhà, cũng nhiều nhiều nè. Ồ cũng có con lương chà bá luôn cả nhà ơi nè. Hết cái bự luôn á. Cái nè, vàng ngính trong đây luôn nè. Bữa nay chạy lương cũng bọn mà ta. Ồ. Ý có nè, chà bá luôn cả nhà ơi nè. Hết hồn không, hai con luôn, hai con bự luôn. Nè, con này cũng bự nữa. Ý, nè con này chà bá luôn, con này cũng bự lên nè. Khoan đây em mấy cái giớn lại rồi em cho cả nhà coi. Để ở đây em làm hồi nó vuột ra nó đi hết.
công đi giặt đồ, đi giặt đồ cả nhà cũng cực khổ lắm cả nhà ơi. Thấy chứ mình kiếm cá ăn này cũng cực lắm, đi đặt người kia nọ đồ phải lựa chỗ nữa, chứ không phải mà như không mà cá luôn rồi nó vô cái giớn mình đâu. Để em nào hồng cái đường này đè cái đường dưới này thôi mà cho xuống lựa cái chỗ đường nước đồ ngon 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 đồ mình đặt nó mới dính được, chứ không phải mình như không đặt cái mình đặt xách giớn ra ấy mình đặt cái là dính cá đâu cả nhà. Nó cực dữ lắm, cực luôn á. Ôi con lươn này nó bự ta ơi. Ủa tao mà dữ vậy chạy cỡ 300-400 gram mà cả nhà ơi nè. Còn đây con bự nữa nè. Ý nè, con này chắc nằm khoảng con lươn nhì được à. Còn con nãy con lươn nhất nè. Một bớ ốc không có ốc được á. Chắc em bỏ ốc ra đây coi. Bỏ ốc ra đây em nhặt nhặt em coi thử được như thế nào. Ồ, nhiêu đây chắc ngày mai em đem cái chợ em bán cả nhà ơi. Nhiêu đây mình bán cũng được chợ cho mấy 200 ngàn cả nhà. Tại vì con lươn bự này là căng cái con lươn nhất kia nè, cái này gần Tết lươn mắt nữa. Là con lươn nhất này mình cũng khoảng con này cũng có 50 ngàn rồi đó. Rồi thêm 3-4 con lươn nhì nữa nè. Nhiêu đây cỡ 100 mấy được à. 100 mấy 200 ngàn được à cả nhà. Nè, cũng bộn lắm à. Dài vô luôn cả nhà, ôm chiếc mít vô luôn. Cái gì à? Cái mít này thúi lỗ rồi, chắc cắt lỗ đó cho cá ăn quá. Em có nuôi mà có chơi á. Cái gì à? Em để mấy cái gì mà mình không ăn á, cái nhà đầu cá rồi em để xuống cho cá chơi đồ ăn. Mít này, trái mít này chắc em đem vô cho cá ăn quá. Nó thúi chân nè. Nó chín gì mà nó không có mùi thơm cả nhà. Nó húi mà nó không có mùi thơm đúng không? Đi dài luôn luôn cả nhà ơi. Cả nhà xem clip á, có thương á thì xin cho em xin một like và một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ em cả nhà ơi. Cực quá trời cực luôn cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Bye bye, chào cả nhà nha. Bye bye.